Alo, Cà Phê Cốc xin kính chào cô chú quý anh chị em trong và ngoài nước. Một ngày mới tràn đầy năng lượng và tích cực. Thì tối vừa qua trên cộng đồng YouTuber và Facebooker lan truyền một thông tin của một YouTuber phong phanh nào đó, là nói là nghe, mình nghe nha, phong phanh đâu đó là YouTuber Long Ngô đã bị ông giáo mở uống trà. Thì có những nguồn tin giống như là bên Mộc TV cũng đăng tải về thông tin là Long Bắp được mời lên uống trà. Thì ngoài đó Cà Phê Cốc cũng nghe một nguồn tin rất là chuẩn nha cả nhà. Thì Long Ngô đã được mời lên 3 lần, 3 lần được mời triệu tập mà từ chối, với phương diện là lên với vấn đề là xin lỗi và bồi thường. Nhưng phía phương diện bị hại họ không chấp thuận. Thì hôm nay Long Ngô đã được mời lên. Thì chúng ta thấy biết về một YouTuber như Long Ngô thì là một YouTuber luôn luôn nói về góc độ là chống diễn biến hòa bình ABC này nọ, có những phát ngôn lên cà khịa và lập ra những hội group chat kinh khủng trên phương diện là nền tảng không gian mạng Facebook, một nhóm núp lùm, chúng ta gọi là nhóm núp lùm. Chuyên đi gọi là tấn công vào những người anh em gọi là yêu quý chị Hằng, như là Jimmy Huỳnh, anh nông dân, hoặc là luật sư Kim, rất là nhiều. Thì chúng ta thấy hiện tại bây giờ cơ quan chức năng đã cũng được thi những quy định pháp lý nó rất là rõ. Thì chúng ta nói đâu một câu chuyện rất là đơn giản, nghiệp quật là có thật, nhân quả là đều có. Thì chúng ta thấy điều đó như thế nào cả nhà? Nếu có ai có chính kiến về YouTuber Long Ngô này thì có thể phương diện để bình luận. Còn đối với Cà Phê Cốc thì trước kia Cà Phê Cốc và chủ kênh Long Vũ Vlog và một số anh em đi tìm sự thật thì cũng bị nhóm núp lùm này nào là xuyên tạc, đến thậm chí lôi cả con cái gia đình của Cà Phê Cốc ra rất là nhiều, gọi là họ trên phương diện lăng mạ nhục mạ. Thì họ với cái lá cờ gọi là họ là những người yêu nước, họ cứ quy chụp những thành phần người này là bất mãn, người kia là bất mãn, nó rất là nhiều thứ. Thì chúng ta thấy cái nhóm này á, nó rất là nguy hiểm trên nền tảng không gian mạng. Thì hôm nay thì chúng ta cũng nghe phong phanh trên phương diện là giới không gian mạng như là Facebooker và YouTuber cũng đã đồn thổi rằng Long Ngô, thì thông tin này cũng đã được kiểm chứng là có thật nha cả nhà, có thật 100%. Thì mình chỉ là người chia sẻ là thông tin, thì mình cũng rất là mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với những cái này, tạo ra những hội group nhóm chat mang dưới lá cờ, mang mác dưới lá cờ là chống diễn biến hòa bình, và câu chuyện chị Hằng ngồi khị người này, tấn công người kia, rồi vạch trần người nọ, rồi thậm chí cả bản thân của Cà Phê Cốc cũng bị họ lôi kéo cả gia đình của con cái của Cà Phê Cốc ra, họ bị bán một cách mạ lị. Nhưng đa phần họ là những kẻ núp lùm chứ họ không dám đưa cái lộ cái mặt lên. Thì mới vừa đây Cà Phê Cốc cũng nghe thông tin trên phương diện là Sở Thông tin Truyền thông của Bộ Thông tin Truyền thông, hiện tại chúng ta sẽ tham gia trên nền tảng không gian mạng với một cái vấn đề là một số điện thoại và một Facebooker, một Facebook và một Zalo. Thì Vũ rất là mong ha, cái sự thật này nó có để cho cái nền tảng không gian mạng nó bớt đi những cái thành phần núp lùm không dám đưa cái mặt ra, được ở bên Bộ Thông tin, Sở Thông tin, Cục An ninh họ giám sát để hành vi của những người tham gia nền tảng một cách chuẩn mực hơn. Thì hôm nay Cà Phê Cốc chỉ chia sẻ thông tin như vậy cho cô chú vào buổi sáng. Cà Phê Cốc xin chân thành cảm ơn cô chú chị em một lần nữa. Ai yêu thích nhấn like và đăng ký ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn.